Trong những năm gần đây, Thành Nghị chính là một trong những cái tên vô cùng quen thuộc với khán giả yêu thích thể loại phim cổ trang. Dù vào nghề từ khoảng năm 2010 đến 2011, nhưng mãi cho đến khi đảm nhận vai diễn Vũ Tư Phượng trong phim cổ trang Lưu Ly Mỹ Nhân Sát phát sóng năm 2020, sự nghiệp diễn xuất của Thành Nghị mới có cơ hội bật lên. Cũng kể từ đây, nam diễn viên có thêm rất nhiều phim cổ trang ấn tượng. Trong video này hãy cùng Cbiz Phim điểm qua những bộ phim cổ trang hay nhất của Thành Nghị nhé! Chu Tiên, Thanh Vân Chí, 2016. Phim Thanh Vân Chí dựa trên tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng Chu Tiên của nhà văn Tiêu Đỉnh. Bộ phim có sự tham gia của Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Thành Nghị, Tần Tuấn Kiệt và một số diễn viên khác. Phim có 2 phần, đều phát sóng trong năm 2016. Thành Nghị tham gia vào cả 2 phần phim, bộ phim này chính là bàn đạp đưa Thành Nghị đến gần hơn với khán giả châu Á. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Trương Tiểu Phàm do Lý Dịch Phong thủ vai. Cậu xuất thân từ Thảo Miếu thôn, vì cứu giúp Phổ Chí Thần Tăng của Thiên Am tự mà toàn thôn gặp họa diệt vong. Trương Tiểu Phàm mồ côi cùng người bạn Lâm Kinh Vũ do Thành Nghị đóng, gia nhập Thanh Vân Môn. Từ đây hai người bạn bắt đầu dấn thân vào chốn giang hồ loạn lạc. Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, 2020. Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp cùng tên của tác giả Thập Tứ Lang, kể về mối tình người kiếp của Trừ Toàn Cơ do Viên Băng Nghiên thủ vai và Vũ Tư Phượng do Thành Nghị thủ vai. Nữ chính Trừ Toàn Cơ vốn là chiến thần, sở hữu sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới hay âm phủ đều sợ hãi. Vị nữ tướng quân này trải qua vô số trận chiến, tàn sát rất nhiều quân địch nên sát nghiệp nặng nề, lòng mang thù hận, có hành động trả thù cực đoan. Dẫu vậy, nhờ từng lập được ngàn vạn chiến công nên nàng được đầu thai làm người phàm nhằm giác ngộ đạo lý và hạ bớt phần oán hận. Được tái sinh, nàng trở thành con gái của Trừ Lỗi và lấy tên gọi Trừ Toàn Cơ. Lúc này, nàng gặp được các sư huynh, sư tỷ gồm Trừ Linh Lung, Trung Mẫn Ngô và Vũ Tư Phượng. Từ cô gái lười nhác chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, Toàn Cơ dần trưởng thành và thay đổi theo hướng tích cực. Thời điểm này, nàng cũng dần nảy sinh tình cảm với Tư Phượng, đệ tử Ly Trạch Cung, yêu tộc Kim Xích Điểu. Phượng và Toàn Cơ trải qua tranh đấu mà trưởng thành. Họ còn nếm trải tình yêu đến khắc cốt ghi tâm, chịu đựng vô số sự giày vò bởi những âm mưu từ kiếp trước mới có thể bên nhau. Vào vai Vũ Tư Phượng chịu nhiều đau khổ, bị người yêu giết ở mỗi kiếp, diễn xuất của Thành Nghị trong Lưu Ly được đánh giá cao. Nam diễn viên đã thể hiện xuất sắc ở những phân cảnh nội tâm, tình cảm lẫn những phân cảnh hành động trong phim. Trường An Nặc, 2020. Trường An Nặc do đạo diễn Doãn Thao thực hiện, nội dung phim kể về cuộc đời của Hạ Lan Minh Ngọc do Triệu Anh Tử thủ vai, một cô gái có xuất thân bình thường. Nhưng bằng nhan sắc xinh đẹp và sự thông minh của mình, cô dần bước lên ngôi vị Hoàng Thái Hậu tôn nghiêm. Minh Ngọc nhận được tình yêu say đắm và sự sủng ái của Hoàng đế Tiêu Thừa Duệ do Hàn Đống thủ vai. Thế nhưng cô còn có mối tình giang dở, khắc cốt ghi tâm cùng vương gia Tiêu Thừa Húc do Thành Nghị thủ vai. Tiêu Thừa Húc vốn có mối tình thanh mai trúc mã đầy ngọt ngào với nữ chính Hạ Lan Minh Ngọc, tưởng chừng tình yêu sẽ kết quả ngọt thế nhưng cuộc sống trốn cung cấm chưa bao giờ là yên bình mãi mãi. Sau khi vua cha qua đời, Tam Điện Hạ Tiêu Thừa Duệ đã nhân cơ hội bức chết mẫu phi của Cửu Điện Hạ Tiêu Thừa Húc, giấu di thư do vua cha để lại, tự mình ngồi lên ngai vàng. Tiêu Thừa Húc vì quá đau lòng liền xung phong ra chiến trường giết giặc, dẹp loạn nơi biên cương giúp người anh trai của mình có thể yên tâm trị vì. Thế nhưng với lòng tham và sự ghen tị với em trai của mình mà Tiêu Thừa Duệ lúc này đã đứng đầu thiên hạ vẫn không dẹp hết mọi âm mưu và toan tính. Tiêu Thừa Húc trở về từ cõi chết chứng kiến người mình yêu thương nhất trở thành chị dâu của mình, chưa hết bàng hoàng tuyệt vọng. Nam chính còn phát hiện âm mưu thâm độc của người anh trai mình từng kính trọng và hoàn toàn chết tâm. Tiêu Thừa Húc lên kế hoạch tạo phản, thế nhưng biến cố lại tiếp tục ập tới, Tiêu Thừa Duệ chết, lệnh cho Tiêu Thừa Húc phải chăm sóc cho Tiêu Khải Nguyên con của Tiêu Thừa Duệ và nữ chính lên ngôi vua. Dù hết lòng nâng đỡ cho hoàng đế tương lai, thế nhưng Tiêu Thừa Húc vẫn không tránh nổi những mâu thuẫn và hiềm nghi, một lần nữa chịu sự oán hận của hoàng đế, từ đó hoàng cung lại dậy sóng. Giữ Quân Ca, 2021. Bộ phim Giữ Quân Ca, Mộng Tỉnh Trường An xoay quanh cuộc đời của cặp chị em song sinh Trình Nhược Ngư do Trương Dư Hi thủ vai và Cừu Yên Chức do Tuyên Lộ thủ vai. Phim được dựa trên giai đoạn có thật cuối thời nhà Đường, tuy nhiên, để được phát sóng, nhà sản xuất phải thay đổi nhiều điều về bối cảnh, đưa cốt truyện đến một triều đại ảo tưởng, nơi có những sự kiện phát sinh tương tự. Câu chuyện bắt đầu khi Hoàng đế Hưng Văn Tông, tên thật Tề Ngang, âm mưu cùng Vương Tể Tướng ám sát Thái giám Cừu Sĩ Lương để loại trừ thế lực hoạn quan. Tuy nhiên, vụ mưu sát thất bại, Cừu Sĩ Lương ra lệnh xử tử gia đình Vương Tể Tướng, giam lỏng Hoàng đế. Chỉ có hai cháu gái song sinh của Vương Tể Tướng là thoát nạn. Sau khi Tề Ngang tạ thế, em trai Tề Diễm do Thành Nghị thủ vai lên đăng cơ. Cừu Sĩ Lương được Tề Diễm gọi là nghĩa phụ, lên chức Sở Quốc Công,
mưu tính thao túng triều đình thông qua Tân Đế. Tuy nhiên, Tân Đế tưởng hữu danh vô thực vẫn đang tìm một cơ hội để giải phóng bản thân khỏi cánh hoạn quan. Cùng lúc này, cặp chị em song sinh gia đình Vương Tể Tướng tái xuất. Họ đã may mắn trốn thoát cuộc thảm sát của gia đình. Cô em được Ngư Tể Tướng nhận nuôi, gọi là Trình Nhược Ngư, lớn lên trong tình yêu và sự vô lo, chuyên tâm luyện kiếm. Trong khi đó, cô chị lại trở thành con gái nuôi của kẻ thù Cửu Sĩ Lương, được hắn đặt tên Cửu Yên Chức. Trình Nhược Ngư và Cửu Yên Chức gặp lại nhau trên triều đình. Với võ công cao siêu, Trình Nhược Ngư đã gia nhập Tử Y Cục, tổ chức thị vệ cấp cao chuyên bảo vệ hoàng đế. Còn Cửu Yên Chức lại trở thành đại nhân vật của tướng Kỳ Doanh, chuyên về mưu lược. Khi biết được Tề Diễm thực chất vẫn nung nấu ý định loại bỏ Cửu Sĩ Lương, Trình Nhược Ngư đã đồng ý góp sức, từ đó nảy sinh tình cảm cùng hoàng đế. Lúc này dẫn đến mâu thuẫn giữa hai chị em. Khi họ không nhận ra nhau, Trình Nhược Ngư xem Cửu Yên Chức như kẻ thù vì ở mặt ngoài, Cửu Yên Chức là cánh tay đắc lực của Cửu Sĩ Lương. Sơn Hà Nguyệt Minh, 2022. Sơn Hà Nguyệt Minh là bộ phim xoay quanh những câu chuyện thời đầu triều Minh. Phim kể về con trai thứ tư của Hoàng đế khai quốc Minh Triều Chu Nguyên Chương là Chu Đệ, do Phùng Thiệu Phong thủ vai. Từ nhỏ Chu Đệ đã đi theo tướng Từ Đạt chinh chiến và trải qua nhiều cuộc tắm máu nơi chiến trường. Khi còn là một hoàng tử, Chu Đệ được phong làm Yến Vương đóng đô ở Bắc Bình. Nhờ sự ủng hộ của vợ là Từ Diệu Vân, do Dĩnh Nhi thủ vai, con gái của tướng Từ Đạt, cùng các tướng lĩnh dưới quyền, Yến Vương đã trở thành một nhà chỉ huy quân đội tài ba. Ông củng cố quyền lực của mình ở phía Bắc và tiêu diệt các thế lực thù địch. Trong Sơn Hà Nguyệt Minh của Thành Nghị, anh vào vai Chu Đệ thời niên thiếu. Dù chỉ xuất hiện nhiều ở nửa đầu phim, nhưng vai diễn Chu Đệ được rất nhiều fan hâm mộ đánh giá tốt và xem đây là sự đột phá trong màu sắc diễn xuất của Thành Nghị. Trầm Vụn Hương Phai, 2022. Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, phim xoay quanh mối tình ngang trái. Nhiều đau khổ của Tiểu Liên Hoa Nhan Đàm do Dương Tử thủ vai và Ứng Uyên do Thành Nghị thủ vai. Nội dung phim xoay quanh Thiên Tiên Nhan Đàm là một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Cô và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích do Mạnh Tử Nghĩa thủ vai có cơ hội hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm tại thịnh yến của Vương Mẫu. Nhưng đổi lại nàng phải trải qua kiếp nạn lớn trong đời đó là tình kiếp. Sau đó, Nhan Đàm chót đem lòng yêu Ứng Uyên đế quân do Thành Nghị thủ vai trong những tháng ngày đen tối nhất của đế quân khi bị mù, bị hủy dung nhan và hỏa độc tra tấn. Để giúp Ứng Uyên vượt qua kiếp nạn, Nhan Đàm đã dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên. Thế nhưng Ứng Uyên là không nhớ Nhan Đàm là ai, mà lầm tưởng người giúp mình lại là Chỉ Tích. Do quá đau khổ, Nhan Đàm từ bỏ thân thể thần tiên để rơi vào vòng xoáy luân hồi, chịu nổi đau tan nát linh hồn ở dòng vong xuyên. Sau 800 năm lưu lạc, Nhan Đàm gặp lại Ứng Uyên chuyển kiếp là Đường Châu. Họ một lần nữa tái diễn chuyện tình ngang trái từ kiếp trước. Liên Hoa Lâu, 2023. Liên Hoa Lâu là một bộ phim võ hiệp phá án do Quách Hổ và Nhậm Hải Đào làm đạo diễn. Bộ phim đã phá mốc nhiệt độ 10.000 trên nền tảng IQ và nhận về 8,2 điểm trên Douban sau khi kết thúc. Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Vân Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Phim kể về Lý Tương Di, do Thành Nghị thủ vai, môn chủ Tứ Cố Môn nổi tiếng trong võ lâm. Sau một trận chiến lớn, Lý Tương Di bị thương nặng và từ đó lui về ở ẩn, làm một lang chung với tên gọi Lý Liên Hoa. 10 năm sau, Lý Tương Di gặp gỡ người bạn mới Phương Đa Bệnh do Tăng Thuấn Hy thủ vai. Một người đầy nhiệt huyết với việc bảo vệ công lý trốn giang hồ và kẻ thù cũ địch Phi Thanh do Tiêu Thuận Nghiêu thủ vai. Lý Tương Di quyết định trở lại giang hồ một lần nữa. Sau một chuỗi vụ án bí ẩn xảy ra, cả ba đã hình thành bộ tam giác bền chặt. Họ cùng nhau phá giải những vụ án kỳ quái trong giang hồ, gìn giữ công lý và hòa bình cho nhân gian. Trong Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đã có màn biến hóa khôn lường khi hóa thân vào vai đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di. Từ một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, ngạo nghễ, hết mình vì chính nghĩa đến một thần y Lý Liên Hoa trầm ổn, thu liễm hơn. Sau Liên Hoa Lâu, Thành Nghị không chỉ đạt được thành tích phim ảnh mới, thu hút lượng fan khủng mà còn từng bước leo lên vị trí của một trong những tiểu sinh lưu lượng hàng đầu Hoa ngữ. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền thiên kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng rất đổi hạnh phúc giữa người và yêu. Vương Quyền phú quý, Thành Nghị thủ vai, là đạo sĩ mạnh nhất của gia tộc, sở hữu vũ khí tối thượng của Nhất Khí Đạo Minh là Vương Quyền kiếm ý. Từ nhỏ, phú quý đã bị nhốt trong nhà để luyện kiếm pháp với mục đích duy nhất là diệt trừ yêu quái. Hắn khao khát được tự do nhưng chưa một lần được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cho đến khi hắn gặp được Nhện Tinh Thanh Đồng, do Lý Nhất Đồng đảm nhận. Thanh Đồng vốn là một tiểu yêu bị sư muội của Vương Quyền phú quý bắt làm người hầu. Có lần sư muội lệnh cho Thanh Đồng đem bức thư tình của mình cho Vương Quyền phú quý.
Không ngờ rằng Vương Quyền Phú Quý lại gặp được những trải nghiệm bi thảm của Thanh Đồng nên đã chữa lành vết thương cho Thanh Đồng và thả nàng đi. Và thế là Thanh Đồng đã phải lòng Vương Quyền Phú Quý, đồng thời sau khi biết chuyện Phú Quý từ nhỏ chưa từng bước ra khỏi cửa, chỉ một mình cô đơn, nàng liền dùng tơ dệt nên những bức tranh tráng lệ về sông núi hùng vĩ mà nàng từng được thấy cho Phú Quý xem và nói với chàng rằng nàng nguyện ý trở thành đôi mắt của chàng. Sự cô độc của Thanh Đồng đã cảm động Vương Quyền Phú Quý, từ đó chàng không còn dùng kiếm dễ dàng chém chết yêu quái nữa, nhưng lại khiến cho gia chủ Vương Quyền Thế Gia tức giận, Phú Quý đã bị phạt rất nghiêm trọng, nhưng nhờ vậy hai người lại càng trân trọng nhau. Cuối cùng mối quan hệ của hai người bị phát hiện, Thanh Đồng bị bắt lại, gia chủ Vương Quyền Thế Gia bắt ép Vương Quyền Phú Quý đưa ra lựa chọn, cuối cùng Vương Quyền Phú Quý lựa chọn tình yêu, rồi dùng Vương Quyền kiếm chém đứt dây trói Thanh Đồng, bị Vương Quyền Thế Gia bao vây đánh trọng thương, nhờ có sự giúp đỡ của Đông Phương Nguyệt Sơ mới có thể thuận lợi rời khỏi cửa Vương Quyền Thế Gia. Anh Hùng Chí. Anh Hùng Chí được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Tôn Hiểu, nội dung xoay quanh bốn nhân vật chính gồm Dương Túc Quan là quý công tử mưu cơ và thâm trầm, Tần Trọng Hải là tướng quân hào hùng bất kham, Lưu Vân là một thư sinh thất thế xa cơ và Ngũ Định Viễn là bổ khoái vong mệnh thiên nhai. Trong thời đại đen tối của đất nước, bốn con người với vận mệnh tương liên đã kết giao tình cảm huynh đệ động lòng người. Câu chuyện của anh Hùng Chí bắt đầu từ một tấm da dê thần bí, mở ra đời thăng trầm và số mệnh ly kỳ của những nhân vật. Họ phải đối diện với lựa chọn giữa yêu hận tình thù, sau đó là thực hiện lý tưởng bảo vệ cho đất nước. Anh Hùng Chí là một tác phẩm ý nghĩa về tình yêu gia đình và đất nước, kế thừa lòng trung nghĩa chính trực của anh hùng trong thiên hạ. Bất kể là ai trong phim cũng có thể là anh hùng, sự xuất hiện của mỗi một nhân vật từ kẻ lầm đường lạc lối, thường dân vô danh tiểu tốt đến công chúa, hoàng đế, ai cũng có câu chuyện độc nhất của riêng mình. Từ nội dung cho thấy, anh Hùng Chí sở hữu cốt truyện hấp dẫn, đủ sức lôi cuốn khán giả. Chính yếu tố này càng khiến Thành Nghị được mong chờ sẽ phát huy thực lực diễn xuất của mình trong tác phẩm. Trên đây là một số phim cổ trang đã phát sóng và sắp phát sóng nổi bật nhất của Thành Nghị. Bạn đã xem được những bộ phim nào? Đâu là bộ phim mà bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!